8 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 269,13 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 133,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,9% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 135,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,3%. Riêng trong tháng 8 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 ước tính thặng dư 400 triệu đô la Mỹ, qua đó giảm mức nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 8 xuống còn 2,13 tỷ đô la Mỹ, bằng 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong 8 tháng qua gồm điện thoại các loại và linh kiện, dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giày dép, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, v.v.